Rồi xin chào anh em nhé. Lại tiếp tục về hàng cho nên là em review lại cho anh em bộ này. Đó. Thì bộ này là bao gồm một khoan, một vít, một bu lông, hai pin, một sạc, một giỏ xách. Đó, khoan hàng Mỹ về nha anh em. Thân máy 2504 này. Đó. Bắt vít là 2553 này. Đó. Là nó có bao gồm này, một pin 2A này. 2.0 này. Một pin 6.0 này. Đó. Và một sạc này, sạc em sẽ lên điện 220 cho anh em luôn này. Đó. Sạc này là sạc Mỹ luôn nha anh em. Em lên điện 220 cho anh em có nhu cầu. Và một con bu lông. Đó. Thì bộ này là giá của nó là 9 triệu 500 ngàn nha anh em. 9 triệu 500 ngàn bao gồm một khoan, một vít, hai pin, một sạc, một giỏ sách. 9 triệu 500 ngàn rất là rẻ nha anh em. 9 triệu 500 ngàn cho 3 món, hai pin, một sạc, một giỏ sách. Anh em có đủ để đi công trình. Đó. Còn bu lông này thì anh em có thể bắn được bánh của xe 4 chỗ, 7 chỗ. Đó. Con khoan này thì anh em có thể khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, khoan nhôm. Đó. Rồi con vít này thì anh em có thể bắn tôn. Đó. Bắt vít gỗ, bắt vít sắt, bắt vít nhôm, bắt vít tôn. Đó. Vặn bu lông nhẹ từ nói chung từ 17 độ về là vặn ổn. Đó. Rồi bu lông này thì có Newton là 339 Newton thì nó có thể vặn được ốc nồi tay ga xe 4 chỗ 7 chỗ dành cho anh em có nhu cầu. Đó, tất cả hàng mới nhập Mỹ. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại 093 117 2897. Địa chỉ là 854-43 Thống Nhất, phường 15 Gò Vấp. Rồi, cảm ơn anh em xem video.